Cô chào tất cả các bạn lớp 1 thân yêu. Chào mừng các bạn đã đến với tiết tự nhiên xã hội cùng cô ngày hôm nay. Trước khi vào tiết học, chúng ta hãy cùng nhau nghe một bài hát nhé. Vậy là chúng mình đã cùng nhau nghe một bài hát rất là hay phải không nào? Vậy bạn nào có thể nói cho cô bài hát tên là gì được không? À, chính xác, đó là bài hát Cả nhà thương nhau, đúng không nào? Nội dung của bài hát nói về tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Và đó chính là chủ đề tự nhiên xã hội mà chúng ta đã học đấy. Đó là chủ đề gia đình, đúng không nào? Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại chủ đề gia đình mà chúng ta đã được học các tuần trước nhé. Vậy trong gia đình của chúng ta thì gồm có những ai, sở thích của mỗi người là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đến với hoạt động thứ nhất. Các bạn hãy cùng nhau nói với bố mẹ của mình về các thành viên trong gia đình của mình này và sở thích của mỗi người nhé. Các bạn hãy cùng nhau chia sẻ cho bố mẹ nghe nào. Các thành viên trong gia đình của mình sẽ cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Vậy bây giờ cô mời các bạn hãy quan sát tranh và chúng ta hãy cùng nhau sắp xếp các đồ dùng cá nhân cho phù hợp nhé. Đây là những cuốn sách. Vậy sách thì phải để ở đâu? À, chính xác, sách thì phải để lên bàn, đúng không nào? Còn đồ chơi thì chúng ta để ở đâu các bạn nhỉ? À, rất giỏi, đồ chơi sẽ chúng ta xếp vào hộp đồ chơi. Còn gối và mền thì chúng ta để ở trên giường. Còn bộ quần áo này thì chúng ta bỏ vào tủ, đúng không? Vậy là chúng mình vừa sắp xếp được một căn phòng rất là gọn gàng và ngăn nắp rồi đấy. À, vậy trong ngôi nhà của mình, chúng ta cần phải sắp xếp đồ dùng thật gọn gàng và ngăn nắp để ngôi nhà của mình lúc nào cũng đẹp và sạch sẽ, đúng không nào? Vậy như các bạn đã biết, trong gia đình, chúng ta cần giúp đỡ, chia sẻ các công việc nhà với nhau, đúng không? Vậy bây giờ, các bạn hãy cùng cô quan sát. Bây giờ, chúng ta hãy phân công việc nhà cho các thành viên trong gia đình này. Mỗi thành viên trong gia đình sẽ có một công việc phù hợp và cùng nhau làm việc. Bây giờ, các bạn hãy chọn những công việc cho phù hợp với các thành viên nhé. À, ở bức tranh số 1, đây là nấu ăn đúng không? Vậy công việc nấu ăn thì sẽ dành cho ai? À, chính xác, công việc nấu ăn thì sẽ dành cho mẹ. Còn quét dọn, à, quét dọn sẽ dành cho anh, đúng không nào? Còn nhặt rau, à, sẽ là dành cho bố này. Còn cho gà ăn, à, thì dành cho em gái, đúng không nào? Vậy là chúng ta đã phân chia công việc cho mỗi thành viên trong gia đình rồi đấy. Chúng ta cũng có thể phân chia công việc theo cách khác nhau đấy các bạn ạ. Ví dụ, mẹ có thể quét dọn, hoặc mẹ có thể nhặt rau, còn bố cũng có thể nấu ăn, đúng không nào? Tuổi nhỏ, chúng ta sẽ làm những công việc nhỏ để phụ giúp bố mẹ trong nhà. Mỗi thành viên trong gia đình phải luôn giúp đỡ và chia sẻ các công việc nhà cùng mọi người trong gia đình làm việc, khiến chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, gia đình sẽ hạnh phúc hơn đấy. Vậy là chúng mình đã biết chia sẻ những công việc nhà, giúp đỡ lẫn nhau rồi đúng không nào? Trong nhà của chúng ta có rất là nhiều phòng đúng không nào? Vậy các bạn thích phòng nào nhất trong ngôi nhà của mình? Vì sao? Các bạn hãy chia sẻ cho ba mẹ mình cùng nghe nhé! Ở tiết học trước, chúng ta đã biết các đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho chúng ta khi sử dụng đúng không nào? Vậy bây giờ các bạn hãy quan sát hai tình huống và cho cô biết mình sẽ khuyên các bạn trong tranh như thế nào.
À, chúng ta hãy cùng đến với bức tranh số 1. Trên bếp có một nồi nước đang đun sôi, rất là nóng đúng không nào? Chúng ta sẽ khuyên bạn trai không nên đến gần khi đang đun nấu vì sẽ gây bỏng cho bạn đúng không nào? Còn ở bức tranh số 2? À, chúng mình quan sát một chiếc bàn ủi đang còn sử dụng và trên bàn ủi rất là nóng. Bạn trai thì định đưa tay sờ vào chiếc bàn ủi này, đúng không? Vậy chúng ta khuyên bạn trai không nên sờ vào bàn ủi khi đang sử dụng vì sẽ gây bỏng tay, đúng không nào? Và chúng ta cũng thế, khi gặp các đồ dùng đun sôi trên bếp ga hay bàn ủi đang sử dụng thì chúng ta không được đến gần vì những đồ dùng đó có thể gây bỏng cho chúng ta đấy. Vậy là tiết ôn tập về chủ đề gia đình của chúng ta đến đây là kết thúc. Qua tiết học này, mình biết được những việc cần làm để giúp đỡ bố mẹ trong gia đình và những đồ dùng nguy hiểm cho chúng ta khi sử dụng trong gia đình đúng không nào? Cô chúc các bạn có một tiết học thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học sau nhé. Chào tạm biệt.